Chúng ta đây bây giờ cũng giống như những giọt nước đang đông đưa trong không gian, bị gió nghiệp thổi đi muôn phương. Nhưng khi giọt nước đó rơi xuống đại dương rồi, thì giọt nước đó có phải là đại dương không quý vị? Giọt nước đó cũng chính là đại dương. Tất cả chúng ta đây từ giác hải của A-di-đà, tức là từ nhất chân pháp giới mà lưu lộ ra. Ra đây để làm gì? Để học hỏi tiến hóa. Chúng ta là những người con của A-di-đà mà. Có phải chúng ta là A-di-đà con không? Phải. Là con của A-di-đà, là lưu lộ từ cái pháp thân của vũ trụ, tức là từ nhất chân pháp giới mà đi ra. Ra đây để học hỏi tiến hóa. Học thiện, học ác, học trược, học thanh, học đúng, học sai, vân vân. Đấy. Rồi chúng ta phải bị trầm luân trong tam cõi, trong tam giới lục đạo. Khổ sở biết chừng nào. Hôm nay được nhắc đến cái cội nguồn tâm linh thật sự của chúng ta. Cội nguồn đó chính là A-di-đà. Cội nguồn đó chính là vô lượng quang, vô lượng thọ. Khi chúng ta biết được cội nguồn của chúng ta là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất rồi, thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phải tha thiết để trở về lại cái cội nguồn đó. Quý liên hữu đang hiện diện trong đạo tràng của Hoằng Pháp hôm nay, tôi tin chắc rằng quý vị cũng đang tha thiết muốn trở về lại cái cội nguồn tâm linh thật sự của mình, có phải không? Phải. Đó. Thế thì trong kinh A-di-đà là bộ tâm kinh của Tịnh Độ Tông, Đức Thế Tôn dạy chúng ta rất rõ. Ngài dạy tới ba lần, Ngài khuyên chúng ta tới ba lần. Khi các con nghe ta nói về A-di-đà, nghe ta nói về Tây Phương Cực Lạc, thì hãy tha thiết niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Tới ba lần khuyên chúng ta như vậy. Cho nên quý liên hữu thấy rằng điều này rất là quan trọng. Tại sao? Tại vì Ngài sợ các con của Ngài bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Chư vị thấy bây giờ trên trái đất này xuất hiện gần 7 tỷ người rồi, phải không? Thế mà những cái số người mà hiểu được Phật Pháp, biết được Phật Pháp bao nhiêu? Rất ít, rất ít. Chưa được một phần ngàn. Rồi trong cái chưa được một phần ngàn này, được bao nhiêu người hiểu được pháp môn Đại Thừa Phật Giáo quý vị? Cũng chưa được một phần ngàn trong cái số này hiểu được. Rồi trong cái số này, được bao nhiêu người biết được cái pháp môn Tịnh Độ và tu niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quý vị? Ta cứ loại bỏ từ từ, thấy chẳng còn được bao nhiêu đâu quý vị.
Vậy thì trong đạo tràng Hoằng Pháp này, số quý vị đang tu niệm Phật hôm nay có phải là cái số người còn lại đó không quý vị? Có phải không? Đó là phải biết rằng quý vị có đủ thiện căn phước đức nhân duyên để mà tu cái pháp môn này, chứ không phải dễ đâu. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con nít 3 tuổi cũng biết niệm đó mà. Thế mà niệm như thế nào, tu như thế nào để được tự tại vãng sanh, để được tự tại chiêu cảm về cái đạo tràng của A Di Đà, thì tất cả chúng ta nên đặc biệt chú ý và nên đặc biệt hành trì cho thật đúng. Thế một câu niệm Phật thật sự có giá trị là một câu niệm Phật như thế nào? Phải đủ 4 yếu tố. Thứ nhất là không hồ nghi. Thứ hai là không xen tạp. Thứ ba là liên tục. Thứ tư là chân thành tha thiết. Trong một câu niệm Phật như vậy mới thật sự có giá trị. Còn có những vị miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày, lúc nào cũng thấy cầm sâu chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi ra ngoài kia cũng la lớn lên cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày như vậy. Nhưng mà ở trong tâm á, thường khởi sân si hỷ nộ ái ố, lúc nào cũng khởi sân si hỷ nộ ái ố, thì câu niệm Phật này không có giá trị. Bất qua thì chỉ gieo duyên với A Di Đà một chút thôi, chứ thật sự cái con đường giảng sanh không được thiết lập. Cho nên niệm Phật là như thế nào? Niệm có nghĩa là ngay bây giờ, hiện tại bây giờ, ở trong tâm phải có Phật. Mặc dầu có người suốt ngày mình không thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm lúc nào Phật cũng ngự ở trong đó, trong tâm lúc nào A Di Đà cũng ngự ở trong đó. Đó là gì quý vị? Những hành giả đó được biểu lộ ra ở bên ngoài với những đức tính như là từ bi, hỷ xả, thương yêu, tha thứ, đối người tiếp vật bình đẳng, vì người quên mình, vân vân. Đấy, tâm Phật được biểu lộ ra như vậy thì dầu không có nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì A Di Đà vẫn ngự ở trong tâm thân của người đó. Thân thì thanh tịnh, khẩu thì thanh tịnh, ý thì thanh tịnh. Lúc nào thân khẩu ý cũng thanh tịnh thì đó chính là tâm Phật đang hiện hữu ở trong hành giả đó. A-di-đà thật sự hiện hữu trong hành giả đó, thì một câu niệm Phật phát khởi lên mới thật sự có giá trị. Còn nếu trong tâm chúng ta đầy những sân si hỷ nộ ái ố thì câu niệm Phật này vẫn còn kém cỏi, công phu vẫn còn kém, thì chúng ta phải nỗ lực, phải tự quán chiếu làm sao
để cho cái tâm chúng ta nó tương ưng với cái công đức của cái Phật hiệu đó. Bởi vì quý liên hữu biết rằng cái Phật hiệu A-di-đà đấy là cái sự thành tựu vô cùng cao siêu và bất khả tư nghị của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo qua 48 lời đại nguyện mà Ngài đã tu hành vô lượng kiếp mới thành một vị Phật với cái đức hiệu, với cái vạn đức hồng danh là A-di-đà. Thì khi ta niệm cái Phật hiệu đó thì cái tâm của chúng ta ít nhất cũng tương ưng một phần nào ở trong cái Phật hiệu đó, cái công đức của cái Phật hiệu đó, thì chúng ta mới chiêu cảm được với cái đạo tràng của Đức Phật A-di-đà. Còn nếu mà chúng ta hằng ngày chúng ta cứ niệm Phật như trong kinh của Tịnh Độ Tông đã nói, cho dầu như là tường đồng vách sắt, có nghĩa là những cái xen tạp chúng ta không có, những cái xen tạp ở trong chúng ta không có, mà chúng ta không có phát nguyện để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ cầu những cái việc gì quá tầm thường ở thế gian này, thì cái con đường vãng sanh chúng ta không được thiết lập. Nên trong kinh cũng nói rất là rõ, cái đức tin không đổi dời, cái đức tin sâu xa, và cái nguyện, cái mãnh liệt, cái mãnh lực từ ở trong cái tâm nguyện của chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Hai yếu tố đó chúng ta đủ điều kiện để vãng sanh. Còn về trên kia, về trên thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp là do cái câu niệm Phật sâu hay cạn của chúng ta ở cái cõi này. Như hồi nãy tôi nói đó, sâu là như thế nào, cạn là như thế nào. Đấy. Nhắc lại một lần nữa để quý lão hữu nhớ rõ, một câu niệm Phật thật sự gọi là công phu, là không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn và chân thành tha thiết. Đấy, một câu niệm Phật tạm gọi là có công phu, tạm gọi là sâu. Còn một câu niệm Phật mà A-di-đà Phật, A-di-đà Phật không, mà trong tâm vẫn khởi sân si hỷ nộ, thì câu niệm Phật đó không có giá trị và con đường vãng sanh nhất định không thể thiết lập được. Đấy. Thì quý liên hữu nên chú ý việc này. Mà khi chúng ta niệm chân thành tha thiết như vậy thì hồi phục được cái thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta. Ở trong kinh Di Đà có nói rất rõ, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, phải không ạ? Chúng ta không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức, một chút xíu nhân duyên để được sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì cái thiện căn là gì? Đấy là cái đức tin không đổi dời, đức tin thâm sâu. Đấy là nó tạo thành cái thiện căn cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không đầy đủ thiện căn thì trong pháp môn này 48 lời đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của A-di-đà, sẽ gia trì cho chúng ta thêm đủ thiện căn. Như trong kinh đã nói, Phật dĩ đại nguyện tác
chúng sanh đa thiện căn chi nhân. Phật dùng cái đại nguyện của mình để gia trì cho chúng sanh thêm cái thiện căn, tức là cho chúng ta thêm điểm để chúng ta thành tựu được cái nguyện, ước nguyện vãng sanh của chúng ta. Rồi Phật dĩ đại hạnh tác chúng sanh đa phước đức chi duyên. Đấy. Phật dùng cái đại hạnh của Ngài để cho chúng sanh, mà nhất là những hành giả như chúng ta, thêm đầy đủ cái nhân duyên, tức là đầy đủ cái điều kiện để mà chúng ta có thể chiêu cảm về cái đạo tràng của Ngài. Cho nên quý liên hữu, khi đã phát tâm tu theo cái pháp môn tịnh độ thì hãy an tâm mà lo tu. Hãy an tâm mà lo tu. Một pháp môn bất khả tư nghị. Đấy. Chúng ta chân thành tha thiết tu cho đúng pháp và cứ an tâm thì Đức Phật sẽ gia trì cho chúng ta. Bởi vì cái pháp môn chúng ta tu đây gọi là nhị lực pháp môn. À, cả hai, tự lực là chúng ta hãy nỗ lực công phu tu tập để chuyển hóa những cái phàm tâm của chúng ta, chuyển hóa những cái nghiệp lực của chúng ta, chuyển hóa những cái phiền não, và niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định nó sẽ tương ưng với cái nguyện của Đức Phật. Mà khi tương ưng với cái nguyện của Đức Phật thì cái con đường vãng sanh chắc chắn sẽ thực hiện được. Nếu mà chúng ta có một cái đức tin sâu xa và có một cái sự phát nguyện tha thiết như vậy, và thực hành đúng những cái lời dạy ở trong pháp môn, thì chắc chắn rằng ngày qua ngày cái tâm linh chúng ta sẽ được chuyển hóa, và chắc chắn nghiệp chúng ta sẽ được giải, nghiệp nặng biến thành nghiệp nhẹ, và nghiệp nhẹ biến thành không nghiệp. Đấy. Đây là cái pháp môn bất khả tư nghị. Tổ Ấn Quang thứ 13 của Tịnh Tông có dạy chúng ta rằng niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Cái quyền năng của cái câu niệm Phật nó có thể tiêu cái nghiệp tiền kiếp của chúng ta. Mà khi cái nghiệp tiền kiếp được tiêu thì chúng ta trong cuộc sống này rất là an nhiên tự tại. Chúng ta không còn những cái phiền não, những cái buồn phiền nó quấn quýt chúng ta, nó đeo đuổi chúng ta. Và khi chúng ta bỏ cái xác thân ô trược này để chuyển qua một cái cuộc hành trình khác thì chúng ta sẽ được an nhiên tự tại. Và an nhiên tự tại trở về cái đạo tràng của Đức A-di-đà, chuyển cái ngũ trược này trở thành ngũ thanh. Ở trong kinh Di Đà có nói: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, có phải không? Đấy. Chúng ta sống trong kiếp trược này với một cái sự tu học cái pháp môn, với một câu niệm Phật chí thành tha thiết, niệm tới cùng, trong tâm lúc nào cũng có Phật,
thì chắc chắn rằng chúng ta chuyển kiếp trượt thành liên trì hải hội ngay tại thế gian này, ngay tại ở trong thân tâm của chúng ta. Rồi cũng một câu Phật hiệu tha thiết niệm đến cùng, trong tâm lúc nào cũng tương ưng với cái Phật hiệu, thì chúng ta có thể chuyển kiến trược thành vô lượng quang. Tâm linh của chúng ta sẽ bừng sáng từ cái cội nguồn của chúng ta. Và cũng một câu Phật hiệu tha thiết niệm đến cùng, trong tâm lúc nào cũng có Phật, trong tâm lúc nào cũng không quên Phật, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chuyển cái phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến ở trong chúng ta từ từ giảm bớt, rồi chuyển thành thường tịch quang, thành pháp thân Phật. Rồi cũng một câu Phật hiệu với tất cả cái tâm lòng tha thiết niệm đến cùng, trong tâm tương ưng với cái đức hiệu này, thì chắc chắn chúng ta có thể chuyển được tất cả những cái tâm phàm, cái tâm tưởng của chúng sanh ở trong ta và ở ngoài ta, tất cả được chuyển trở thành liên hoa hóa sanh, không còn chuyển kiếp lại những cái thân phàm phu đau khổ như thế này nữa. Và cuối cùng chúng ta có thể chuyển mạng trượt thành vô lượng thọ. Đấy, chúng ta thấy cái pháp môn bất khả tư nghị, có thể chuyển ngũ trượt thành ngũ thanh. Chúng ta chuyển cái tâm thức của chúng ta từ trượt đến thanh, từ ác đến thiện, và từ vô minh đến cái sự sáng qua cái pháp môn tịnh độ, qua cái Phật hiệu A-di-đà. Thì hôm nay cái buổi pháp thoại đến đây cũng đầy đủ tạm ngưng. Xin một lần nữa nguyện cầu Đức Từ Phụ A-di-đà lúc nào cũng phóng hào quang đến cho tất cả quý vị, lúc nào tâm thức của chúng ta cũng được sống ở trong ánh hào quang của Ngài, cho đến khi mà chúng ta được trở về cái cội nguồn tâm linh thật sự của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng chuông hoàng pháp mãi vang xa, như tố sư ngộ chân tư lưu truyền diệu pháp.
huyền thiên.